ruột. Như vậy mình sẽ làm bầu hấp. Giờ cái bầu mình lấy từ cái phần này, mình lấy cái phần ruột ra, thì mình lấy khoảng như đây, mình nhớ trừ lại cái thì khoảng một lóng tay. Đó, thì mình khoét nó giống như vậy. Mình khoét nó giống như vậy ha. Nếu đừng có khoét sâu quá đó mình. Một cái phần nó lớn, các bạn thấy nó sâu sâu xuống này. Con này nhỏ cái con. Mình lấy cái muỗng mình lấy. Mình chọn cái phần nào nó để cái muỗng vô mình nó ra. Bầu nhồi thịt. Thì mình bỏ một chút xíu đường, chút xíu muối, rồi còn có đường có muối, rồi bột nêm, đập một cái trứng vô đây cho nó xốp, nó xốp cái thịt của mình. Rồi trong mình bỏ một chút xíu dầu phi vô đây cho nó thơm. Nó thì lúc mình làm xong sẽ bỏ vô đây rồi. Rồi nó vô trong cái mà mình vô trong cái bọc. Nhớ hấp ở trong cái vậy trong đây nè. Các bạn thấy không? Bây giờ nước riêng mà cái phần mình sẽ hấp bầu. Bây giờ mình bỏ vô cái bầu, mình bỏ vô trong cái sủi. Thì nhà mình á hấp bầu á thì mình sử dụng cái nước súp gà. Thôi. Thì
bầu bây giờ mình chín đây nè, mình thử nè ha, thấy không, nó mềm không? Đó, thì mình lấy ra thôi. Thơm quá các bạn. Cái này bầu mình đã thành phẩm rồi thì mình ăn ngang với lại xì dầu, mắm ớt. Hẹn các bạn kỳ tới ha. Làm vlog xin chào, nếu mà thích thì cho một like và subscribe cho mình nhé. Thank you. See you next time. Bye bye.